Tôi là Đức Thuận, học sinh lớp 12A9 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Cuộc sống cấp 3 đối với tôi mà nói trôi qua khá nhẹ nhàng, mặc dù đôi lúc cũng có một số chuyện. Và những khi đó, xung quanh tôi luôn có những đứa bạn bên cạnh. Cô vô kìa mấy đứa. Ê, cô vô. Ê, tụi bay ở lại giải quyết nha. Cô giáo mà biết tao đánh nhau, cô giáo chửi tao chết. Ở lại giải quyết nha, tao vô trước nha. Bye bye. Thế nhưng, ngoài những lúc ấy, tôi vẫn chỉ có một mình trong cái tập thể này. Suốt những năm tháng cấp 3, tôi luôn sống trong thế giới của chính mình, không ngước nhìn ra thế giới ồn ào, náo nhiệt và đầy ắp kỷ niệm của bọn họ. Mãi cho đến ngày hôm nay, ngày kết thúc những năm tháng cấp 3 của mình, tôi vẫn đứng đây, nhìn họ vui đùa, như cái cách mà tôi vẫn thường làm. Tôi thực sự đã làm cho chính mình bị lãng quên. Tụi bay ơi. Liệu như vậy có phải là kết thúc rồi không? Dường như tôi đã bỏ quên điều gì đó. Người ta vẫn thường hay nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, tức là quỷ nhất là quỷ, sau đó đến ma và hạng ba là học trò. Nhưng mà riêng tao là hiểu là học sinh cấp 1 là lũ quỷ, cấp 2 là ma và lên cấp 3 chúng ta mới thực sự là học trò. Và ý tao nói học trò ở đây không phải tao nói chuyện học hành, mà tao muốn nói tới tình bạn và những kỷ niệm của một thời tuổi xanh. Cái tuổi lúc mưa lúc nắng, cái tuổi thích yêu đương lăng nhăng, cái tuổi mà mỗi khi nhớ lại ai chúng ta cũng phải rơi nước mắt. Nước mắt ta rơi vì những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có. Nước mắt ta rơi vì mối tình năm cấp 3 kết thúc trong gian dở, vì những người bạn nó cùng học chung với ta trong quãng thời gian đó. Nước mắt hạnh phúc sẽ luôn rơi bất cứ khi nào ta nhớ về họ. vẫn còn thêm mấy tháng nữa là chúng ta sẽ hoàn thành chặng đường cấp 3. Vậy nên tao muốn chúng ta hãy bắt đầu đối xử với nhau như người một nhà. Và lời cuối cùng gửi tới A9 tập thể tao cũng gọi là nhà. Gia đình chúng ta sẽ mãi không tan rã cho dù năm tháng có đi qua. I can't forget. Can I just make time reverse? Please let me live my child again. Can I have my own time flight? That is so beautiful I can't forget. Can I just make time reverse? Please let me live my child again. I have my own times back. That is so beautiful I can't forget. Can I just make time reverse? Please let me live my child again. Người ta vẫn thường hay nói nhất quỷ nhìn ma thứ ba học trò, tức là quỷ nhất là quỷ, sau đó đến ma và hạng ba là học trò. Nhưng mà riêng tao là hiểu là học sinh cấp 1 là lũ quỷ, cấp 2 là ma và lên cấp 3 chúng ta mới thực sự là học trò. Và ý tao nói học trò ở đây không phải tao nói chuyện học hành, mà tao muốn nói tới tình bạn và những kỷ niệm của một thời tuổi xanh. Cái tuổi lúc mưa lúc nắng, cái tuổi thích yêu đương lăng nhăng, cái tuổi mà mỗi khi nhớ lại ai cho chúng ta cũng phải rơi nước mắt. Nước mắt ta rơi vì những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có. Nước mắt ta rơi vì mối tình năm cấp 3 kết thúc trong gian dở, vì những người bạn đã cùng học chung với ta trong quãng thời gian đó. Nước mắt hạnh phúc sẽ luôn rơi bất cứ khi nào ta nhớ về họ. Vẫn còn thêm mấy tháng nữa là chúng ta sẽ hoàn thành chặng đường cấp 3. Vậy nên ta muốn chúng ta hãy bắt đầu đối xử với nhau như người một nhà. Đẹp, đẹp, đẹp. Why you so đẹp, 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 so đẹp. Never met a girl that was so good too. Khăn, ăn giấy không? Thinking of you, I'm thinking of you. All I can do is just think about you. Thinking of you, I'm thinking of you. Never of you, I'm thinking of you. No matter how I try, I don't find a reason why. Believe me, it's no lie. I always have you on my mind. No matter what I see, guess where I wanna be. Love is the answer I will find. Thinking of you. Tuổi học trò tựa cơn mưa rào giữa mùa hạ. Có ai đã bước qua những cơn mưa ấy mà chưa từng thoáng cảm lạnh hay để lại trong lòng một chút vướng bận. Nhưng tôi từ đầu đến cuối lại chỉ biết là một kẻ trốn mưa, kẻ lặng lặng ghi nhớ những kỷ niệm của người khác mà không biết tạo nên những kỷ niệm cho riêng mình. Mọi người đã cùng đi qua những năm tháng đan xen đầy đủ màu sắc ấy. Họ đã cùng cười, cùng khóc, có đôi khi lại giận hờn, cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Những ảnh của một thằng học sinh ùa về mỗi khi ta nhìn mình trước gương. Hình ảnh ta chơi dưới sân trường cùng với bạn bè thân thương. Tiền bạc ta có thể quên như chữ kỷ niệm nói quên làm sao được. Tao vẫn còn nhớ lúc mà tao chỉ mới bước vào học lớp 1. Mẹ tao dắt tao tới trường, tao đã bật khóc vì nó quá đường đột. Hôm qua tao vẫn còn vui chơi cùng với bạn bè trong xóm. Vậy mà hôm nay tao đã đặt chân vào ngưỡng cửa kiến thức cao rộng. Và tao còn nhớ lúc bước vào trường cô giáo đã gọi tao lại. Cô gạt nước mắt tao đi và nói với tao con là con trai. Vậy nên con không được khóc mà con hãy cười lên con trai. Bởi vì hôm nay con biết cuộc đời của con đã sang trang thứ hai. Tao sẽ mãi nhớ cái lớp đầu tiên tao học là lớp 17. Rồi đến 26, 36, 46, 56 tao vẫn nhớ như vậy. Gửi những người bạn tiểu học của ta nếu tụi bay có nên nghe bài này. Tao muốn tụi mày biết ký ức về tụi mày sẽ mãi lưu trong tim này. Và rồi, trong tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ấy của mọi người đều không có mặt của tôi. Từ bao giờ mà tôi lại đánh mất đi những kỷ niệm quan trọng như vậy? Nếu như tôi từng có mặt trong những tấm hình tập thể lớp, và nếu như tôi có thể hòa đồng hơn một chút, thì có lẽ giờ đây sân trường đã không hiu quạnh đến nhường này. Có lẽ đã muộn thật rồi, mọi người đang dần đi xa. Liệu tôi còn có thể dù chỉ một cơ hội để quay lại, cùng làm bạn, cùng nhau học chung một lớp? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đi bên cạnh tụi nó, tôi bỗng nhận ra mình vốn dĩ chưa từng bị lãng quên. Những đứa bạn, 3 năm học và cả những ngày hôm nay tôi sẽ giữ mãi trong ký ức. Cảm ơn Nguyễn Thượng Hiền, cảm ơn 12A9, cái tập thể mà tôi hằng yêu quý nhất.